Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera. Khi mà anh em mua bất kỳ một cái sản phẩm nào của DJI hay cụ thể là một cái gimbal của DJI thì chúng ta sẽ phải làm một cái bước vô cùng quan trọng để có thể bắt đầu sử dụng, đó chính là active cái chiếc gimbal của chúng ta lên. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà có thể active chiếc gimbal RSC2 đến từ DJI nhé. Ok, đầu tiên để mà anh em có thể là active cái chiếc gimbal này lên thì chúng ta phải vào một cái app có tên là DJI Ronin anh em nhé. Đó, anh em vào cái app giúp mình này. Tiếp theo đó chúng ta sẽ ấn vào cái phần là Connect to Gimbal anh em nhé. Rồi, và ở đây mình đang tìm được một chiếc, đó chính là DJI RSC2 này, thì đúng cái chiếc gimbal của mình rồi. Thì mình sẽ ấn vào đây nhé. Và password của cái chiếc gimbal này thì nó sẽ hiện ra màn hình cho anh em, đó chính là từ 1 đến 8 này. Đó, anh em vào phần Agree and Active nha. Và sau đó chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản DJI lên giúp mình để chúng ta có thể là kết nối với cái chiếc gimbal chúng ta nhé. Đó, thì sau khi mà các bạn đăng nhập xong thì chúng ta sẽ có một cái thông báo, đó là Device Activation, tức là chúng ta đã active thành công cái chiếc gimbal này rồi nhá. Đó, thì sau khi mình active xong này thì cái màn hình của mình ở trên chiếc gimbal này nó sẽ bắt đầu hiện lên những cái thông số này anh em này. Đó, anh em để ý này, cái phần battery draw hay là speed này. Đó, đó, bây giờ anh em hãy làm theo vài bước dẫn ở trên màn hình nhá. Next này. Ok, và trước khi mà anh em đến cái bước là Auto Tool này thì anh em cần phải khởi động giúp mình lại cái máy của gimbal nhá, để chúng ta có thể là nhận được cái tín hiệu từ gimbal. Rồi, anh em hãy tắt giúp mình đi nhá và bật lại lên giúp mình. Đó, cái chiếc gimbal của chúng ta nó sẽ rung lên và kêu lên nhá anh em nhá. Ok, và sau khi mà các bạn đã khởi động lại ấy, thì cái chiếc gimbal của chúng ta nó sẽ hoạt động được và chúng ta có thể là auto tune như bình thường em nhé. Ok này. Rồi, đó thì cái chiếc gimbal của mình nó sẽ rung lên. Thì đây là cái quá trình auto tune của nó này, nó đang hiện phần trăm ở trên cái màn hình của gimbal anh em nhé. Rồi, vậy là chúng ta đã auto tune thành công ở trên chiếc gimbal RSC2 này rồi nhá. Các bác cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video này. Đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhá. Chào anh em.